Ngày 11 tháng 12, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, dẫn đầu đoàn công tác Bộ Quốc phòng đến thăm, kiểm tra tiến độ thực hiện một số dự án, công trình xây dựng của Tổng cục Chính trị trên địa bàn thành phố Hà Nội. Tham gia đoàn công tác có các đồng chí: Đại tướng Lương Cường, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị; các đồng chí Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Thượng tướng Trần Quang Phương, Ủy viên Trung ương Đảng, Thượng tướng Đỗ Căn và lãnh đạo các cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị. Sau khi trực tiếp đi kiểm tra các dự án xây dựng trụ sở làm việc Điện ảnh Quân đội Nhân dân tại số 17 đường Lý Nam Đế, Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam tại phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, công trình khoa quân nhạc Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội tại xã Thạch Hòa, huyện Thạch Thất, Đại tướng Ngô Xuân Lịch đã nghe báo cáo kết quả triển khai các dự án. Theo đó, được sự quan tâm của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và các cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị đã chỉ đạo hoàn thiện cơ sở pháp lý của các dự án, đảm bảo chặt chẽ đúng quy định của nhà nước và Bộ Quốc phòng. Các dự án đều được thực hiện nghiêm quy trình quản lý chất lượng. Các cơ quan chức năng thường xuyên kiểm tra tiến độ, chủ động tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Đến nay, các công trình đều cơ bản bảo đảm tiến độ, chất lượng và an toàn tuyệt đối. Kết luận buổi kiểm tra, Đại tướng Ngô Xuân Lịch biểu dương lãnh đạo, chỉ huy và các cơ quan chức năng Tổng cục Chính trị đã làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, kiểm tra. Nhờ đó, các dự án đều có chất lượng tốt, đúng tiến độ, thẩm mỹ, an toàn tuyệt đối. Công tác giải ngân, thanh toán quyết toán đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định các đơn vị nhà thầu giữ mối quan hệ tốt với chính quyền và người dân địa phương, không để xảy ra các vụ việc phát sinh. Đại tướng Ngô Xuân Lịch yêu cầu thời gian tới, Tổng cục Chính trị cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng để triển khai các bước hoàn thiện các dự án, bảo đảm đúng thiết kế, quy hoạch. Các công trình sau khi hoàn thành phải nhanh chóng được bàn giao, đưa vào sử dụng hiệu quả, không để xảy ra hiện tượng thất thoát, lãng phí.